Rồi xin mến chào các bạn ha. Ngày hôm nay Nhớ đi cà phê xung quanh sân bay Tân Nhất, sân bay Tân Nhất ở Sài Gòn ha. Thì đây là một cái quán cà phê cao, có cái góc nhìn ha, chính diện sân bay Tân Nhất. Vậy xem nè, cái khung cảnh phía bên trong nè, phía bên đó đó, vậy bên đó ha, kéo dài tuốt ở bên đó ngay chỗ đất trống á. Ở ngoài đây là nhà dân, đất trống ra qua cái chỗ mà làm thủ tục nè, ngay chỗ đó là ga quốc tế ha, quốc tế đó, dài qua tuốt bên đây luôn đó, qua tới gần cái chỗ lên mặt 81 đó là mới hết cái chỗ mà sân bay ha. Đó, thì đây có quán cà phê cho mình ngồi đây. Wow, có chuyến máy bay về nè các bạn. Ồ, nó bay trên đầu mấy cái tòa nhà ha, đáp xuống á. Ồ, đã quá ta. Máy bay đó là màu đỏ của Vietjet ha, Vietjet A nghe của chị Phương Thảo. Rồi khung cảnh xung quanh, vào đây thì nhà cũng kêu nước uống trên dâu của huyền thoại ha. Khung cảnh xung quanh đây có một cái hẻm đi vào, ở trước đó là đường Quang Trung, ở quận Gò Vấp ha. Như đây là cảnh sinh hoạt nhà dân này nọ nè. Giờ tí xíu là có máy bay về, cứ 1-2 phút ha là có một chiếc máy bay đáp xuống. Đó nên là năm nay về gần Tết thì nhiều hãng máy bay ha chở khách nước ngoài bay về Việt Nam ăn Tết, rất là vui luôn. Đây là khung cảnh nhà dân ha, cũng khá phát triển xung quanh khu vực quận Gò Vấp. Nó ngay cái hướng thẳng đây nữa, vậy là chút xíu có máy bay về nữa, tí nữa nó quay cho cô chú anh chị xem ha. Wow, ở đây có một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh lên, ha. Chỗ mấy cái thùng nước, để zoom lại cho dễ coi ha. Đó, các bạn thấy không? Ngay chỗ 4 cái thùng nước nhìn qua đó, đó là cái đường băng ha, đường băng mà cất cánh lên. Wow, nó tiếng động cơ hú á. Wow, nó chạy theo cái đường băng sân cỏ các bạn, băng sân cỏ ha. Đó. Rồi nó chỉ từ từ nó ngóc đầu lên để mà nó cất cánh bay lên ha. Từ từ nó hỏng lên nè. Ồ, xa quá, xa quá. Wow, nó ngỏng đầu lên nè. Wow, xa ha. Ồ, đã ghê vậy đó. Đó, từ sân bay Tân Nhất Sài Gòn bay đi nước ngoài ha. Tuốt cao luôn, vui thiệt. Rồi hết thấy luôn rồi. Nó vậy thấy không, khung cảnh ha, sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Để xuống đây cho nó ổn định. Đó. Để chỉnh lại đó, vậy thấy không đó, ngay cái chỗ bên đó ha là ga quốc tế sân bay Tân Nhất đó, cũng là chỗ mình rất nhiều máy bay nó đậu đó, rồi cái mình đã có cái cây nữa nè đó, có cây trên đó ha là cái chỗ mà điều khiển máy bay lên xuống rồi điều khiển không lưu gì đó đó. Con chiếc máy bay nó chạy ra nè, ship hàng để chạy vào cái đường băng ha, đường băng bay lên bay xuống. Qua đây đó, chắc nó vòng qua ngay chỗ mấy cái thùng nước đó quý vị, chỗ cái thùng nước ha. Còn trong lúc chờ thì có một chiếc nó chuẩn bị nó bay xuống nè, chuẩn bị nó hạ cánh xuống ha, đừng nó có chiếc nó hạ cánh xuống nè các bạn. Wow đẹp quá. Ơi. Đẹp quá ha. Nó tình hình gần Tết thì nhiều hãng ha, máy bay ở nước ngoài về cũng như trong nước cũng tăng cường ha, tăng cường thêm máy bay để mà đáp ứng phục vụ nhu cầu của khách. Đó. Quá đã luôn. Wow, chiếc này động cơ nó bay lên. Xa quá ha. Tím. Chuẩn bị nó bay lên. Nó bay lên rồi các bạn. Dễ dàng ha. Bay lên trời luôn. Đó là cái khung cảnh ha, đi xem máy bay ở sân bay Tân Nhất Sài Gòn. Khung cảnh gần Tết. Đó vậy thôi. Còn đây là mấy cái hẻm, nhà dân ha, xung quanh đời sống, này nọ. Người dân xung quanh sân bay Tân Nhất. Bên đây thì họ không có cho xây nhà cao đó quý vị, để mà máy bay ha, có thể là hạ cánh an toàn đó, hạ cánh an toàn. Nên xung quanh đây chỉ thấp thôi, rất là đã đời luôn ha. Wow, quá đã. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Chúc cô chú anh chị khỏe nha.